Xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh youtube của Tuấn Anh Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị Phần tiếp theo của bộ truyện thiên hiệp dài kỳ, gia thiên của tác giả Ngô Biển Quân Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện Hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh youtube Và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký Để nhận được thông báo về những video mới nhất Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện Lúc bây giờ hai bóng người biến mất, Diệp phàm đứng trước đống đổ nát, đối mặt mọi người trong pháp trận chuẩn hoàng, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Có người dường như muốn lao ra quyết đấu với hắn, nhưng lại lùi bước, bọn họ không có loại dũng khí này. Ký tức nhần mà vẫn còn vờn quanh trên người Diệp phàm tùy thời sẽ buồn xuống, giết bọn họ, vạn kiếp bất phục. Gió lạnh thổi qua, vạn long xào tường đổ, vết thường khắp nơi, một đống đổ nát, chỉ có nơi ở sâu trong khí tức khủng bố tràn ngập, khiến người ta nhìn không thấu. Đột nhiên thần sắc của Diệp Phàm bị kiềm hãm, hắn người được mùi hương thấm vào ruột gan, thấy được chân long bất tử dược. Một gốc cổ dược này đã sớm thành tinh, từng làm bạn với Hoàng Thái Cổ, đi theo đại đế cổ, lúc này xuất hiện trong sương mù hỗn độn. Cổ Hoàng Tông cũng đều quay đầu nhìn về nơi đó. Khi hỗn độn mênh mông, nơi đó có một tòa long xào thật lớn, dùng long bọc bầu đen xếp thành cao như núi, muôn hình vạn trạng. Trong đó, khí hỗn độn như đại dương khởi động, mênh mông khó đường, ép người ta nghẹt thở. Có một chiếc cổ quan thần bí đang chìm đội trấn áp buồn đời trừ thiên. Mà chân long bất tử dược toàn thân như hoàng kim đúc thành, sáng lạng trói mắt. Nó giống như một tình linh trốn ở bên đó, nhìn trộm sang bên này. Diệp Phạm ý động, hôm nay nếu có thể bắt được cốc tiên dược này, đó chính là một hồi tạo hóa to lớn Vượt ngoại chiến trường không biết kết quả như thế nào. Trong thiên địa này cũng không biết có bao nhiêu cường giả đang quan sát, đều khẩn trương quên mất hô hấp. Đạo hữu xin lưu tình, vạn sự dĩ hỏa vì quý. Trên vòng trời truyền đến một thanh âm như là đang khuyên can vì thượng quen tai. Diệp phàm thân sắc quái dị, nghe ra đây là thanh âm của hồn thác đại thánh, không ngờ lại tới làm người hòa giải. Trước vạn lòng xào, một cỗ thi thể rơi xuống, trên đại địa đập ra hàng ngàn vết rách thật lớn như mạng nhện lan tràn ra bên ngoài. Đại Thánh, Lão Tổ Trong trận đồ chuẩn hoàng, một đám người khóc lớn bởi vì đây là thi thể cản khôn Đại Thánh bị người ta giết chết từ vực ngoại ném xuống. Lại chết thêm một tên. Diệp Phạm lắc đầu lầm bầm một câu. Đó là chuyện đương nhiên. Tổ Thánh, Tổ Thánh Trương Vạn lòng xào đổ nát một mảng tiếng khóc lớn chuyển đến. Bọn họ kinh sợ hoảng hốt không dám tin sự thật này hoàng tộc đại thánh bị giết mỗi người đều sắc mặt tuyết trắng đây đối với bọn họ mà nói là một hồi đại nạn trời như sập xuống tiếng kêu khóc động địa tổ thánh đã chết vạn long xào bị đánh cho phế đi một nửa hoàng tộc này phải ngã xuống thần đài rồi chân này đi qua đến tột cùng còn có hoàng tộc này hay không còn không xác định được phía trần trời có nhiều cường giả tìm đến Nhìn thấy kết quả này, ai cũng hồi hộp run gan. Đường đường một vị đại thánh hoàng tộc đều bị người ta đánh chết, khiếp sợ nhân gian giới. Càn khôn đại thánh trên mặt đất toàn thân là máu me, trải qua một trận ẩu đả thảm thiết, bị nhân mã từ trong vạn long linh văng ra ngoài. Đây là một loại chấn nhiếp cường đại vô cùng. Càn khôn cùng tử long cực đạo dài vạn trượng hợp nhất, không ngờ vẫn khó giải thoát được một kiếp. Nếu là chấn thành cho tàn, thì cũng thôi đi, nhưng thân thể lại bị hoàn hảo đánh rơi xuống, chỉ có thể nói nhân mà cũng đủ cường đại. Người chết có thể nói là như đèn tắt, nguyên thần của càn khôn bị giết, cơ thể lạnh như băng, đã không có sinh cơ, nhưng thân thể khổng lồ bất hủ, đầu rồng hiền hóa ra giống như một con rồng thật. Đạo hạnh của hắn bị chém hết, pháp tướng bị phá đi, lộ ra thân thể như nhân loại. Về phần đầu thì phục tổ, khí phách và dữ tợn khí tức đại thánh không tiêu tán, chấn nhiếp lòng người. Một vị đại thánh cứ như vậy chết đi, đây là một kết cục máu chảy đầm đìa. Đầu sò từng uy chấn thái cổ, chứng kiến thời đại đấu chiến thánh hoàng thống trị huy hoàng, cứ như vậy kết thúc thảm đạm. Vạn Long Xào từng cao cao tại thượng, bên nghệ vạn tộc, nhìn xuống chúng sinh như thần kỳ, ngày nay lại bị người ta công phá tổ địa, sẽ có họa lớn diệt tộc, làm cho mỗi người đều kinh sợ không thôi. Chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc, nhân mà hóa thành thái cực đồ đen trắng, nâng lục đỉnh trong suốt, sáng bóng, chính là đang tìm con chân long màu tím kia tiến vào sâu trong vũ trụ. Hắn mượn dùng thiên đình thần khí, lục đỉnh muốn đoạt cổ hoàng binh. Thế nhân rùng động, có mấy người hiểu được chân tướng kinh ngạc sững sờ. Đó nhưng là cổ hoàng binh, bị sống lại tới một trình độ nhất định, lại không thể giết được nhân ma. Tiền đỉnh của thiên đỉnh thái cổ thần uy không giảm. Nó tùy vỡ, nhưng thần linh ẩn chứa vẫn không tiêu tán, bằng không dựa vào cái gì có thể ngăn chặn vạn long linh. Mọi người biết được nhân ma cũng cả phải một hồi phiền phức, càng côn đại thánh lúc sắp chết dùng báo tế hoàng binh khiến nó sống lại đến một loại trạng thái đặc thù. Vạn long linh ẩn nấp, đây là bốn chân chính bùng đổ uy lực cấp đại đế cổ sao, hơn phần nửa là muốn bột kích giết chết nhân ma. Tội gì chứ, hoàn hoàn tưởng báo tới khi nào. Nhân sinh như một giấc mộng, tu sĩ thế hệ chúng ta đều thành tiền sống, tất cả đều trong khổ hại tranh độ. Ai già, vạn sự trung quy là chữ dĩ hỏa vì quý. Hồn thác đại thánh sừng sững trên vòng trời, miệng tùng chú ngữ vì người chết ném một nhúm đất vàng. Mọi người của vạn long xào bi thiết, tất cả đều khóc đau thương. Một vị đại thánh hoàng tộc kết thúc, nhận định bọn họ suy tàn. Tổ địa đều bị người ta công phá, cho dù tránh được một kiếp, còn có ai lại kính sợ hoàng tộc thái cổ như thế đây? Vì sao lại như vậy? Mọi người không thể tự hỏi, đều phát ra một tiếng thở dài. Mặt trời đều có lúc xuống núi, huống chi một cái tộc đàn tất có lúc suy bại. Diệp Phạm lạnh đùng nhìn hết thảy cũng không đồng tình. Thời thái cổ nhân tộc hèn mọn, trở thành huyết thực của tộc mạnh. Ngay cả đầu lâu của thánh giả nhân tộc đều bị bọn họ luyện chế thành chén rượu. So với như thế này, càng thê thảm hơn. Tiểu bối, hết thảy đều là người đưa tới. Cho tộc ta gặp phải họa lớn khôn cùng. Hôm nay ta muốn trừ diệt ngươi. Trong pháp trận chuẩn hoàng, một lão già gầm giống, cặp mắt đỏ trực, toàn thân run rẩy sông lên phía trước, muốn đánh chết Diệp Phạm. Kẻ giết ngươi, ai cũng có thể giết. Diệp Phạm lạnh giọng nói ra. Tên cổ vương này rít gào, giống nát mây đen, chấn sụp trời cao, sát khí, cuốn vạn dặm, đánh về phía Diệp Phạm mũi nhọn khí màu đen mà màu trắng lóe ra lừng thái âm và thái dương mà nhân ma lưu lại bùng độ hóa thành một tấm âm dương độ như ma thế nghiền ép tới người này kêu thảm thân thể suýt nữa biến thành thịt vụn rất nhanh rút lui hắn bỏ lại nửa đoạn thần thể chật vật chạy trốn vào trong trận đồ chuẩn hoàng trên mặt không một tia máu thân thể đang run rẩy lên thành âm của diệp phàm như sấm rền xẹt qua rồi nói khi các cây huyết sát người thường có từng nghĩ tới ngày hôm nay không? Trước khi các người hủy diệt tộc khác, có dự liệu đến tự mình cũng có ngày kết thúc này không? Đột nhiên, ở sâu trong vòng trời, truyền đến một thanh âm kỳ dị, như thiền lòng xuất thế, như thần minh rống giận. Một đạo tử quang trút xuống, rơi ở chỗ sâu trong vạn long xảo. Thần linh là thần linh quyết đấu. Mọi người cả kinh kêu lên, các phường rùng động. Vạn long linh phát ra tiếng chuông kêu thật lớn, biến mất ở trước xảo huyệt cổ thần linh đó dựng dục ra không ngờ xuất hiện vừa rồi ở vực ngoại đánh ra một kích thế nhân không biết uy lực vực ngoại tình tú nát một mảnh tất cả đều hóa thành bụi bặm có lão tộc trưởng pháp được khó lường kinh sợ xuyên qua pháp trận thông thiên nhìn ra thiên vực đã thấy được một vùng tình vực tắt ngúm hoàn toàn ảm đạm đi chẳng lẽ nhân mà bị vạn long linh tự chủ tiến công đem hủy diệt dù sao đỉnh kia đã vỡ hơn phần nửa không gàn được cổ Hoàng Bình sống lại đâu. Có không ít gửi phấn đấu và đều đang chờ mong. Nhưng bọn họ phải thất vọng. Lục hà mênh mông, ánh sáng đỉnh chiếu sáng vũ trụ, nứt toát hư không như là đang khai thiên lập địa, diễn biến vô hạn sinh cơ. Nhân mà bình yên không việc gì mà quay trở về. Thiên đình thần khí còn có thể trinh phạt thiên hạ, có thể quyết chiến vừa rồi phục sinh. Một lão già bị ngủ say trong nguyên của cổ tộc bị bừng tỉnh phát ra thanh âm như vậy. Thiền đỉnh trước thái cổ, thật sự sâu không lường được. Năm đó là như thế nào đúc thành đỉnh này, rõ ràng vỡ nát, còn có ủy chấn thế. Có lão tộc trưởng của hoàng tộc khẽ nói. Trên tu di sơn xa xôi, đầu chiến thánh Phật đứng trước đại đội âm tử, mắt lửa ngươi vàng, nhìn xa xa thái hư vực ngoại, xuất thần một hồi. Nhân màn thét dài, từ thiên ngoại bay tới, đạp xuống trước phế tích vạn long xảo. Hắn không bị thương, nhìn chằm chằm đời sầu nhất. Tiền bối, Diệp Phạm tiến lên, trận chiến này còn chưa chấm dứt, phải làm cho các tộc sợ run, phải dùng thủ đoạn lôi đình đánh hạ sao này. Nếu thành công, sẽ không còn ai dám vọng động nữa. Lúc này tin tức truyền khắp thiên hạ, năm địa vực một mảnh sợ hãi, những người lôi chiến phái ra kinh hồn bạt vía, rồi sau đó khiếp sợ đều lập tức chạy trốn, cũng không dám xuất hiện trên thế gian. Người muốn như thế nào đây? trước phế tích của vạn long xào đổ nát một vị di lão lớn tiếng quát lên bọn họ tuyệt vọng trận chiến hôm nay bại rất hoàn toàn nhân ma đi về phía trước ép tới trước pháp trận nhìn quét người trong đó làm bọn họ rất không yên cha của ta nếu còn trên đời thiên hạ ai dám đặt chân vào vạn long xào nửa bước chứ cổ hoàng long nữ khẽ nói sườn tía che thân nắm chặt nắm tay đường là người sau đi ngày trước gieo hạt hôm nay thủ quả họa không phải trời định mà là do người diệp phàm cũng tiến lên pháp trận chuẩn hoàng quang vụ lượn lờ thủ hộ mọi người của tộc từng đợt đạo ngân cùng huyết mạch bọn họ tương thông có thể che chở không bị cướp giết dù vậy mọi người của vạn long xào cũng kinh hãi rùn rẩy sợ nhân ma xâm nhập giết chết toàn bộ bọn họ nhân ma đi vòng quanh nửa vòng diệp phàm đi theo phía sau lập tức khiến cổ hoàng tộc sắc mặt thề thảm mỗi người trở nên mất tự nhiên vận chuyển trận đồ chuẩn hoàng tiến hành phong ngự có người hồ to pháp trận đạo ngân đan vào nhau hóa thành một mảnh tiên đồ càng thêm thần dị ngàn tia vạn sợi dấu vết lạc ấn bất hủ trong quần sáng nở rộ thụy khí cổ quan màu đỏ thắm trong lòng diệp phàm kẽ động hắn nhìn thấy quan tài thật lớn bên trong cổ địa tàn phá cùng tồn tại với trận đồ chuẩn hoàng trong hỗn độn long xảo có cổ quan kinh thế nhất mà trong huyệt động bên ngoài cũng có lúc trước cầm được bà bốn cái vì độc nhân luyện thiền công để lại ánh mắt nhần ma lập tức sáng lên bắn ra tia sáng kinh nhân nhìn cổ quan đặt trong trận đồ rồi nói đế trong nhân loại quả nhiên ngạo cổ lăng kim cổ quan này đặt ở chỗ mấu chốt làm cho trận cổ chuẩn hoang đều có thiếu sót diệp phàm trong lòng chấn động thần quang mấu chốt ở trong xào huyệt màu đen kia bên ngoài lại có chút chấu trọng xem ra thần quan cũng không phải tùy ý mà làm ra. Người của Vạn Long Sào nghe được lời của nhân ma, bọn họ tuyệt vọng. Trận đồ chuẩn hoàng còn thiếu sót, ý nghĩa có lẽ nhân ma có thể đi vào. Họa lớn diệt tộc ngay tại trước mắt, bọn họ chưa từng nghĩ tới lại có một ngày như vậy. Tất cả đều không thể bị ức chế, có người không kìm đổi khóc trống lên. Diệp Phàm thì tỏ ra hờ hững, không nhất định phải diệt tộc, nhưng là mấy vị dị lão kia khẳng định phải tiêu diệt trùng tiên sáng đáng sợ trong mắt bọn họ, còn có tu vi thánh nhân của bọn họ nữa chứ. Không bị hủy diệt ở đây, tương lai chính là một tài họa lớn. Nhân ma nhìn chằm chằm hồi lâu, theo chỗ hồng pháp trận chuẩn hoàng bước vào trong. Âm một tiếng, bước đầu tiên đi đúng, pháp trận lay động, lại không có sát kiếp phát ra. À, không! Mọi người tuyệt vọng kêu to, phải đạo cầu vồng xuyên qua hư không. Như một tiền chớp giáng xuống bắc vực, lão tộc trưởng của hỏa lân động, Hoàng Sơn, Nguyên Thủy Hồ cũng đã tới. Một người thần sắc âm trầm, không khỏi thở từ hồ bi và nhìn chằm chằm hết thảy. Các vị tổ thánh nên làm chủ cho tộc ta, diệt trừ nhân ma kia, mà không hoàng tộc Thái Cổ ta dùng cái gì lập uy đối mặt với vạn tộc đây. Trong trận đồ chuẩn hoàng, một vị di lão hô to bị vẫn không thôi. Trên người những người này có oai cổ hoàng lưu động, hiển nhiên là mang theo hoàng bình cực đạo. Tất cả đều là sát khí phát ra ánh mắt của bọn họ lạnh băng vô tình nhìn chăm chăm diệp phàm rồi sau đó lại nhìn về phía nhân ma một lời cũng không phát ra nhân ma hồn nhiên không sợ hãi lộ ra hàm răng trắng ẩn rồi nói các người không ngăn được ta đâu nếu muốn ra tay ta sẽ lần lượt bái phòng động phủ của các ngươi hắn tuy ngày thẳng nhưng lại không phải loại người bất kể hậu quả muốn một người giết hết thiên hạ đây là uy hiếp không thèm che giấu Mấy vị lão tộc trưởng không thể không cân nhắc hậu quả nghiêm trọng. Nếu nhận mà đi trốn, ngày sau trả thù, có thể có họa lớn diệt tộc. Thái âm, thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cùng đủ, thiên hạ xưng hỏa. Truyền thuyết này như một ngọn núi đè nặng, trong lòng của mỗi người, không thể không coi trọng. Chúng ta đi thôi. Trong trận đồ cổ hoàng, lòng nữ hạ lệnh một câu, xoay người nhằm vào nơi sâu trong tổ địa, dẫn dắt tộc nhân rút lui. Bởi vì nàng nhìn thấy mấy vị lão tộc trưởng trần trờ cùng băn khoăn, cũng thấy nhận mà bước liền nằm bước, có thể thật sự sẽ nhảy vào trong pháp trận chuẩn hoàng. Công chúa, chúng ta đi đâu bây giờ? Người của vãn Long Xào cùng nhau hỏi con cái ruột của cổ Thái Hoàng. Phụ thần ta từng nói, nếu có họa lớn diệt tộc, tộc nhân không đủ sức ngăn cản, có thể nhảy vào trong Long Xào hỗn độn màu đen kia. Mọi người của vãn Long Xào mang theo hận ý ngập trời, quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Phạm cùng nhân ma một cái. Cùng Long Nữ đi vào nơi sâu nhất trong tổ địa, tới trước một cổ xào màu đen thật lớn như một ngọn núi. Long xào có thể nói trường tồn muôn đời, dùng long tộc màu đen luyện chế mà thành, sờ vào lạnh băng, len keng rung động. Loại gỗ này ngày nay gần như tuyệt chủng. Nghe nói thời đại thần thoại có rồng ở đây xây tổ, để đem một cổ sào đen nhánh cao như núi. Vào thời thái cổ, cổ hoàng ở đây sinh sôi nảy nở trong một hoàng tộc lớn. Đồng nhân đại đế đời sau chọn cổ sao vùi quan, tiến thêm một bước, tăng thêm tính thần bí của nó. Sương tím lượn lờ, lòng nữ dáng người thướt tha, da thịt tuyết trắng, nhanh như một đạo tử điện mang theo đàn lớn tộc nhân lùi lại sau. Trên đường, bọn họ từ rất nhiều cổ huyệt mang ra đại lượng kỳ trân, kho báu cùng với những trọng địa khác bị thổi quét sạch sẽ. Uy áp vô thượng buồn xuống, cổ sao không thể tới gần. Vừa tới nơi đây còn chưa nóng chỗ, mọi người đã bị ép muốn nghẹt thở. Chúng ta xông vào không? Mọi người sắc mặt tái nhợt. Địa phương này là vùng cấm, ngày thường bọn họ sẽ không tới đây. Cổ quan trong hỗn độn long xảo kia phát ra uy áp to lớn, khiến thánh nhân đều hồi hộp khiếp sợ. vạn lòng đình sống lại đi, người là kéo dài sinh bệnh của phụ hoàng, xin che chở cho tộc ta. Lòng nữ dập đầu trước vạn long linh, cầm đầu của mọi người hướng về phía hoàng binh đã ảm đạm kia mà cúng bái. Hoàng đạo sống lại, bảo hộ tộc ta. Những người này đều quỳ xuống cùng thúc giục thần lực tới hướng vạn long linh. Thần âm hóa thành sóng âm tiếng chuông, cổ binh thông thần quả nhiên ẩn chứa ý chí của thần linh, tàn mát ra từ quang ngập trời, bao phủ lấy mọi người. Phía xa xa, mấy vị lão tộc trưởng của hỏa lân động, huyết hoàng sơn, nguyên thủy hồ, thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm nhân ma lại nhìn về phía của Diệp Phàm vài lần muốn ra tay nhưng lại nhịn xuống. Nhân mà kinh thái cổ là một hôn nhân tuyệt thế. Trừ khi tại đương trường mà đánh chết hắn, bằng không vạn nhất để hắn chạy thoát, tương lai sẽ có hoạn lớn vô cùng. Bọn họ cũng không nắm chắc, đối phương nắm giữ lục đỉnh, nếu muốn bỏ chạy, trực tiếp xé rách hư không. Trừ khi chuẩn hoàng chân chính ra tay, bằng không khó có thể giữ lại. Cứ như vậy, nhìn vạn long xào bị săn bằng sao? nhân bà dọc theo lỗ hồng trận đồ đi tới xâm nhập vào bên trong chậm rãi tìm hiểu khẳng định có thể đi xuyên qua nếu không có gì bất ngờ hủy diệt tộc này không phải là một vấn đề trước cổ xào người cổ vãn long xào sắc mặt tái nhợt tây đuyền thần linh bảo tím bọn họ vừa thất vọng lại tuyệt vọng mấy vị lão tộc trưởng thủy chung không có ra tay nói cho đến cùng cổ tộc đều có lòng riêng cũng không phải là bền chắc như một khối thép nhất là giữa hoàng tộc tồn tại quan hệ cạnh tranh nghiêm trọng. Nếu không, trước khi cản côn đại thánh diệt vong, nên có người cầm cổ hoàng bình tới cứu viện mới đúng. Sao chỉ có một hồn thác đại thánh khuyên can? Bọn họ hy vọng thực lực tộc ta giảm mạnh, nhưng cũng không hy vọng bị tiêu diệt. Nhưng là đại kiếp và sợ uy của nhân ma, do dự không dám tiến tới, không dựa vào bọn họ được đâu, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta thôi. Lòng nữ cất tiếng nói, ý bảo tộc nhân không phải sợ, nhảy vào ô xào. Dựa vào đó, phòng ngự, nói không chừng sẽ có kết quả ngoài dự đoán. Khải! Mấy vị dì lão giống to, dùng hết sức lực thúc giục thần binh. Đầu rồng cổ binh ngẩng cao, chùm tia sáng càng tăng vọt hơn. Thân rồng đem mọi người cuốn lại. Tử lòng quay quanh, giống như một ngọn núi, giống như một con rắn đen, đem bọn họ bảo vệ dưới thân thể. Mỗi một, một đoạn đều là tiếng chuông văng vẳng, rồi sau đó trình thể chìm vào bên trong long xảo. Đi vào rồi, bọn họ biến mất trong ô sao rồi. Mấy vị lão tộc trưởng đều lộ vẻ dị sắc, rất giật mình. Nhân mà dự cảm được cái gì, quyết đoán rút lui, mang theo diệp phàm đứng sừng sững trên bầu trời, nhìn vào khu vực đó. Từ quang che mặt trời, hóa thành một vùng đại dương mênh mông, cuốn lên trời cao, đánh sập vòm trời, đánh ra phía ngoài vực ngoại, khiến rất nhiều ngôi sao đều phải lay động. Về phần viên cổ tinh này, tuy rằng không có địa chấn nhưng khí tức đại đế cổ tràn ngập mà ra, phàm là cao thủ tuyệt thế, ai cũng cảm ứng được. Cổ hoàng, cổ hoàng xuất hiện. Trời ơi, có dao động cổ hoàng sống lại, đây là thật chăng? Có thể làm ra loại phán đoán này đều từng là bá chủ quân lâm một phương vào thời thái cổ. Bọn họ may mắn nhìn thấy đấu chiến thánh hoàng một phen. Loại dao động này tuy rằng vẫn chưa khuếch tán bốn phương, chỉ đánh vào vực ngoài lại khiến mỗi một vị tổ vương run rẩy không kìm đội muốn cúng tế. So với khí tức trận đồ chuẩn hoàng trước đây, càng khủng bố, cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Về phần những người khác thì trực tiếp cho rằng đây là lực lượng phi tiên, vượt qua cực hạn thế gian cho phép. Bởi vì bọn họ nhìn thấy vực ngoài có tình tú nổ tung, bị tử quang chém rụng. Đây là trận đồ cổ hoàng sao? Thần sắc của nhân ma ngưng trọng vô cùng, nhìn chằm chằm long xảo đen thui bên trong hỗn độn cuồn cuộn từ long chìm vào không nghĩ tới vạn long xào có trận đồ vô thượng của tổ hoàng tộc này di lưu lại ai có thể phá ai dám phá cửa chứ mấy vị lão tộc trưởng đều dùng mình từng cơn từ khí tận trời kia cột sáng đánh ra vực ngoại kia từng đợt đạo ngân đại biệt vô thượng chí tôn kia đang không ngừng đan vào chấn nhiếp cổ kim mặc dù mấy trăm vạn năm rồi nó vẫn bất hủ khiến thiền kiều cúi đầu không thể địch lại, không thể chống lại. Đây chính là cổ hoàng đồ. Một khi sống lại thật, thần binh đi vào cũng phải nuốt hận, khó có thể tránh thoát, sẽ bị tiêu diệt. Trận đầu thái cổ hoàng trân quý như cực đạo cổ binh, nhưng nếu xâm nhập đối mặt uy hiếp sẽ càng lớn, có thể sẽ chết bất luận kẻ nào. Đây là cổ hoàng đồ không xuất mẻ sao? Diệp Phạm có tiếng hỏi, trong lòng không còn bình tĩnh, hắn cảm nhận được một loại bàng bạc quả thần quá mức cường đại và khủng khiếp. Nhân ma trầm mặc hồi lâu, lặng lặng quan sát rồi nói, không phải trận đồ không sức mẻ còn lại ba bốn phần mà thôi. Diệp Phạm càng thêm rung động, trận đồ ba bốn phần còn có uy thế như vậy, nếu là hoàng đồ không sức mẻ chẳng phải là nghịch thiên sao? Trần Long bất tử dược, Mấy vị lão tộc trưởng của hỏa lần động, huyết hoàng sơn, nguyên thủy hồ, trong mắt bắn thần quang, Loại tâm động và khát vọng này không thể che giấu. Bọn họ sắp hết thọ nguyên, không còn vài năm để sống. Tiền dược nghịch thiên bậc này chỉ còn lại mấy cốc. Nếu có thể lấy được, có thể cho bọn họ sống thêm một đời nữa. Nó từng đi theo hai tổ hoàng của Vạn Long sao. Một vị lão tộc trưởng thanh âm trùn rẩy rồi nói. Những người khác cũng đều miệng nóng lưỡi khô, sàn nàn nuốt một gụm nước miếng. Đây chính là đại cơ duyên tuyệt thế. Đáng tiếc, bọn họ không dám xông vào, có hoàng binh đôi tay cũng không có được. Thần rực bầu vàng cao cao nửa thước, có mọc chín phiến đá sáng nặng, ở trên đỉnh kết ra một con rồng nhỏ dài bằng bàn tay, toàn thân vàng óng rực rỡ đến lóa mắt. Nó có sinh mệnh, đang run rẩy hướng sang bên này dò xét. Mùi thơm bây giờ tỏa ra, thấm vào trong xương tụy, một một làn hương thơm đều như một luồng khí tiên vực tràn ra, khiến người ta lỗ chân lồng giãn nở toàn thân vô cùng thư thái. Đáng tiếc, không ai có thể thu thập đến dược như vậy. Nó cách cổ Hoàng Bình có một đoạn khoảng cách, cắm rễ trong hỗn độn, ở trước một chiếc cổ quan thần bí, nhẹ nhàng lay động, tiên quang hoàng kim lấp lánh. Cổ dược phong tỏa hương bay, dì lão trong vạn lòng linh kia cũng rất muốn bắt được nó. Có người ra tay trước, vươn ra ngoài thần linh, kết quả kêu thảm thiết, bị một cỗ khí tức lớn lao, nghiền nát, trong hôn đột lòng xảo có tuyệt thế sát khí. Chiếc cổ quan kia có thể chống lại trận đồ cổ hoàng trăng trấn áp nơi đây. Không người nào có thể đến gần nó được. Quan tài này thật là khiến cho người ta giật mình. Mấy vị lão tộc trưởng đều biến sắc. Bọn họ sau khi sống lại ở kiếp này đều từng bị càn khôn bởi đến. Trên thực tế, phạm đàn đầu sò của cổ tộc đều từng tới đây một phen thường lượng và nghiên cứu quan tài này. Đến cuối cùng, không ai dám động thủ mặc dù có hoàng binh cũng không dám vọng động khình cử, bởi vì cảm nhận được một loại đại sát khí bất diệt. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi, trong quan tài không chỉ có thi thể của đại đế cổ, còn có sát trận đồ vô thượng, sẽ là quét ngang mọi người. Ngày nay xem ra, trong quan, trừ đế ti ra, còn có thể thật sự có trận đồ cổ đế, bằng không vì sao có thể trấn áp ô xào đây. Sắc mặt của mấy vị lão tộc trưởng đều rất khó coi. Trần lòng bất tử dược, gần ngay trước mắt, nhưng không cách nào chiếm được, rất không cam lòng. Trên thực tế, nhiều năm qua như vậy, cổ thánh của vạn long xào lại càng nóng ruột, thủy chung không thể chiếm được thần dược của tổ hoàng. Năm đó, bọn họ ngủ say, từng bị tức tỉnh, thấy được nữ nhân một mình tới nơi này, như tiền dám thế, không dám chống cự. Và cuối cùng, nàng nhấn chìm quan trong long xào, không để ý đến bọn họ, mới khiến toàn thể tộc này thở phà một hơi trận đồ tổ hoàng để lại quá nghịch thiên. Bộ phận bị trời xanh ma diệt ở trong năm tháng. Còn có một bộ phận bị cổ quan đẩy trấn áp. Vì vậy ngày nay mới biểu hiện ra bà bốn phần đạo văn. Một vị lão tộc trưởng cất tiếng giải thích. Đây là một nơi bảo địa nghịch thiên, đoạt thiên địa tạo hóa, cực kỳ huyền bí, được coi là độc nhất vô nhị với tử sơn, địa vị ngang nhau. Hai đời đều từng có cổ hoàng chiếm cứ. Kết quả, kết cục giống nhau lại bị đại đế nhân tộc chôn quan không khỏi khiến người suy nghĩ miên man một tiếng rồng ngâm vang vọng chín tầng trời không chỉ là tu sĩ cho người thường đều nghe thấy được tiếng này rõ ràng là mãnh liệt truyền cắp năm đại vực vọt tới vực ngoại trong lòng xảo đèn nhánh có một phần ba khu vực phát sáng hiện ra một cách thần thai chiếu rọi hảo quang bất hủ cổ hoàng thai dĩ nhiên là thái cổ hoàng thai xây thành tương truyền có thể xuyên thấu vũ trụ, tiến vào một bờ khác của ngân hà mênh mông, đã tới cuối vũ trụ. Một vị lão tộc trưởng kích động kêu lên ngay. Hào quang bốn phía, rùa tàn hỗn độn khí, khiến hết thảy đời đó rõ ràng có thể nhìn thấy. Vạn Long linh hóa thành chân long, cuốn những người kia nhảy vào trong một đạo tinh môn, từ đó biến mất. Trời ơi, cử tộc đi xa, chẳng lẽ bọn họ mượn vào thứ này để tiến về tổ tinh tới cuối vũ trụ chăng? người cổ hỏa lân động huyết hoàng sơn nguyên thủy hồ đều kêu lên sợ hãi đây là một thế cục thay đổi to lớn một hoàng tộc lớn thái cổ cứ như vậy biến mất khỏi bắc đầu thái cổ hoàng để lại đường đuôi có thiên bồn trở về tổ tinh tổ hoàng của chúng ta có phải cũng bày ra một cái thiên độ như vậy không bọn họ cũng không cấm tự hỏi đây tất cả đều là nghiêm túc suy tư thái cổ hoàng ngạo thị cổ kim đã đến nhân tộc cũng khí nuốt núi sông ánh mắt bọn họ cao xa, chấp nhận vạn tộc cùng tồn tại. Bằng không một người chứng đạo, tộc khác trong thiên hạ sẽ không còn đường sống nữa. Trong ô xào hỗn độn mênh mông, cổ hoàng đồ kia tắt ngấm, còn lại một chiếc quan cổ cũng sắp bị sương bù hỗn độn bao phủ. Trần lòng bất tử dược lay động, mùi thơm tràn ngập, trùng thành ở bên cạnh quan tài. Đó là quan tài của độc nhân đại đế ngủ say sao? Vậy hoàng kia là ai? Diệp Phạm lẩm bẩm thành đồng tiền điện cấm điện thái cổ lại một dưới lòng đất diêu quang vạn long xào có thể nói là mỗi một nơi di tích đều có chút quan hệ với nàng khi nào ta mới có thể nhìn thấy đại đế còn sống đường thành tiên mở ra tới lúc đó sẽ có đế hiện thân sao diệp phàm nỉ non tự nói với mình hắn vô cùng trở mong thật sự rất muốn kiến thức một vị trí tôn sừng sững trên chín tầng trời tu luyện nhiều năm như vậy ngay cả uy thế của chuẩn đế đều chưa từng ra mắt. Cái cửu u từng là chuẩn đế, nhưng là huyết mạch cạn khô, cảnh giới rơi xuống, không hề có uy thế ngày xưa. Diệp Phạm nhìn chằm chằm cổ quan dần biến mất trong long xảo hỗn độn, không khỏi nghĩ tới lời than thở của Hắc Hoàng. Nhìn thiền lộ, giấc mộng thây lương, đầu bạc rối tung, trời xanh biển biếc khô cạn, muôn đời ba mươi đế, bao nhiêu thánh hiền trong bụi bặm. Đường thành tiên sắp mở ra, sẽ là tình thế hỗn loạn như thế nào? Có thể nào hóa thành một trận kiếp nạn hay không? Vạn Long xào cử tộc biến mất, quấy vũ trụ kia là một nơi như thế nào? Đều có tộc đàn, cổ tinh, sinh ra thái cổ hoàng có mấy viên. Thái cổ hoàng khí nuốt núi sông, đại đế nhân tộc cũng có đại khí phách, bọn họ chấp nhận vạn tộc cùng tồn tại. Đạo hữu, chúng ta hạ tân hương bụi đào vào nhau, diễn biến đến mức độ này. Một vị lão tộc trưởng cất tiếng nói ta chỉ biết trời phải mưa, người thì phải ăn cơm, đi tới phía trước. Người tới giết ta, ta liền nuốt hắn. Đại đế có pháp thuật của đại đế, ta có đạo lý của ta, ta vẫn còn là một con người. Nhân mà cất tiếng nói. Là cách nói mãi mãi không thay đổi, hay là đạo lý cá lớn nuốt cá bé? Vài vị lão tổ tộc trưởng của cổ hoàng tộc đều gần người. Điều này không gì chân thật và đơn giản hơn nữa. Tính không bằng lạnh băng, Diệp Phạm im lặng, đang tiện đường nhân ma, sắp sửa nhìn hắn đi xa. Nhân ma lưng đeo một chuỗi kim ô, cùng một con rồng già vảy tía lớp đánh, quay đầu nhìn hắn một cái, vật phất tay. Sau đó thần liên vàng trọng bọc lấy hắn, xem mở hư không, tiến hành trục xuất vĩnh hằng Tiền bối! Diệp Phạm ở phía sau kinh hồ. Nhân ma nhìn một lần cuối cùng, biến mất trong hư không lạnh băng, tiến vào thông đạo, không biết thông tới nơi nào, sắp sửa tới cuối vũ trụ hắc ám trạng huống của hắn khi tốt khi xấu vẫn chưa thoát khỏi khốn cục ban ngày là thần buổi tối là ma chỉ có thể đi xa bằng không đối với bắt đầu chính là một tai họa lớn từ biệt này không biết khi nào mới có thể gặp lại nhân mà muốn đi khỏi trời không có kết quả đó chính là ngã xuống ngay cả đường thành tiên đều bất chấp công tu thái âm và thái dương đây là một con đường chết rất có đi đến tuyệt đỉnh huy hoàng có thể là từng bước đi tới vực sâu địa ngục nhưng là nhân ma không có lựa chọn. Từ năm đó, bước lên con đường này đã không còn khả năng quay đầu, chỉ có thể đi tới, lại đi tới. Đem trục xuất ở sâu trong vũ trụ lạnh băng, vĩnh hằng phiêu giạt. Một người cô độc đi ra, 90% sẽ suy bại, chết đi trong bóng tối. Hỗn độn lòng xảo có sát trận của đại đế cổ bao phủ, không một người nào có thể chen chân. Tiền dược không thể chiếm, trận chiến này hoàn toàn bế mạc bắt đầu sóng lớn nhấp nhô năm địa vực sóng lớn ngập trời thiên hạ không yên bốn biển đều rung động mọi người đều nghị luận không thôi vạn long xào bị xóa tên khỏi thiên địa đây là một hồi sóng lớn ngập trời ai cũng không dự đoán được lại là một kết quả như vậy thanh thể nhân tộc cùng nhân ma tới tổ địa của hoàng tộc thái cổ san bằng diệt trừ tộc này càn khôn đại thánh đã chết bị người ta đem thi thể mang đi sẽ trở thành món ăn chuyện này như thần thoại khiến cho người ta không dám tin khó tin quá khó tin khiến cho người ta rùng động đó nhưng là một vị đại thánh đường đường một nơi hoàng tộc thái cổ cứ như vậy biến mất mọi người gặp mặt nhiều nhất là những lời này tiên hạ đều nghị luận chuyện này quá lớn nếu muốn giấu cũng không giấu được hơn nữa ai lại đi giấu giếm làm gì sớm đã truyền khắp năm địa vực lần này không ít vương tộc thái cổ đều bị kinh sợ cảm giác một loại sợ hãi đó nhưng là một hoàng tộc lớn. Nói san bằng là san bằng sao? Tuy nhiên, người của vạn long xào đều rời đi, cũng không phải ý nghĩa chân chính diệt tộc, nhưng cũng thật sự kinh thế hãi tục, xưng là chuyện lớn xưa nay, ít có, cũng không quá. Là thánh thể nhân tộc ư? Trong cổ tổng có người mắt lóe hùng quang, hận diệp phàm thấu xương. Lần trước cái cửu u phát uy, liên tiếp diệt thánh nhân của mười hung tộc, chính là vì hắn mà ra. Mà lần này, nhân mà cũng vì hắn trải giá mà buông xuống vạn long xào, làm cho bọn họ gặp đả kích hủy diệt, khiến can khôn thường tổn ngã xuống. Có một số người đối với hắn hận ý tăng lên đến cực điểm, muốn diệt trừ cho sảng khoái, nhưng lại không dám kinh cử vọng động. Trừng có cái cửu u, sau có nhân mà, thật sự là một loại uy hiếp to lớn. <laughs> thật là thống khoái đấy. Nhân tộc phấn chấn, rất nhiều người hô to, vùi sướng. Nhiều năm như vậy đều cảm thấy rất áp lực. Thẳng đến tận gần đây mới khiến người ta cảm thấy hít thở thông thuận không ít. Diệt hay lắm, sướng quái đầm đìa, ngay cả một hoàng tộc lớn đều bị xóa tên. Ta xem đầu sỏ cấp tiến của cổ tộc còn dám liều lĩnh không? Mọi người đều biết trận chiến này không phải tầm thường. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, bình định, họa loạn mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm tương lai cũng tốt. Hiện tại, ai còn dám làm nhục nhân tộc ta? Trải qua vài lần đại kiếp nạn như vậy, trước sau có cường giả nhân tộc vi phàm xuất thế, khiến cho cổ tộc nhìn không thấu sâu cạn của nhân tộc, tuyệt không dám lại mạo muội hành động. Trận chiến này tuyệt đối đánh gãy một cái gần cốt mạnh mẽ mà đáng sợ của bọn họ. Có thể nói, hoàng tộc đều hiếu sát, không nói đến các tộc khác, lại chiến tiếp có thể là diệt liền mấy tộc lớn thái cổ rồi. Vạn Long xào, đây chính là một tộc khổng lồ từng ra cổ hoang có hoàng bình cực đạo trấn áp và thủ hộ năm đó hiệu lệnh thiên hạ ai dám không nghe liền thật sự như vậy bại lui khỏi bắt đầu sao cổ tộc không ít người đại hận tức giận đối với diệp phạm tăng vọt đương nhiên nhiều chủng tộc như vậy không có khả năng là bền chắc như một khối thép tất cả người hận vẫn là tộc lớn cấp tiến lúc trước trên thực tế nhiều năm như vậy có rất nhiều tộc đàn cùng nhân tộc có qua có lại quan hệ không tầm thường sớm muộn gì cũng có một ngày ta muốn giết thánh thể nhân tộc không chỉ là thánh nhân cả cổ tộc cho dù là thế hệ trẻ tuổi cũng không ít gửi thể thốt nghiến răng nghiến lợi đây là một loại cưu hận mạnh mẽ ngày nay uy danh thánh thể nhân tộc truyền khắp thiên hạ người có thể giết không có nhiều về phần thế hệ trẻ tuổi gần như tuyệt vọng nhân tộc thật khó lường không thể động không thể động vào nhân vật lớp trước của Thái Cổ buồn mã Trận chiến này vì tương lai định ra phương hướng, không có người sẽ lấy đi sinh bệnh ra đùa giỡn. Trừ khi đường thành tiên mở ra, nếu không, một đoạn thời gian rất dài trong tương lai sẽ là hòa bình thịnh thế, sẽ không còn phần tranh nữa. Nếu không phải tình huống nhân ma khi tốt không xấu, và Diệp Phàm thậm chí muốn chiến thêm một cổ hoàng tộc, nếu vậy thật sự không có tộc đàn nào dám sẵn bậy đâu. Đáng tiếc, nhân mà lại sắp trục xuất vào vũ trụ cô quạnh. Không biết kiếp này còn có cơ hội gặp mặt hay không? Diệp Phạm lẩm bẩm nói. Hỏa lần đầu, coi như các người gặp may. Đương nhiên trận chiến này, Diệp Phạm đã ý thức sâu sắc được giá trị cửu hận của hắn tăng vọt rồi. Phạm là cương giả cổ tộc, ai cũng muốn giết hắn. Nhân tộc tự nhiên cao hứng, trận chiến này xoay chuyển hoàn cảnh, không cần sầu lo nữa. Đương nhiên bọn họ cũng biết rõ tình cảnh của Diệp Phạm thánh thể nhân tộc hy sinh không ít. Từ năm đó đến hiện giờ đều trêu chọc cổ tộc, đứng ở vào tình thế nguy hiểm, tính mạng nguy nan. Kể ra thì nói cũng đúng, một số tổ vương khẳng định không hy vọng hắn tiếp tục sống sót, sớm muộn gì sẽ có một ngày ngầm hạ độc thủ thôi. Mọi người đều biết ảnh hưởng của trận chiến này. Đại đa số người ý tốt cho rằng hắn góp sức lớn, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ người lén chửi bới, có lời đồn đãi xuyên tạc bất cứ khi nào, đây đều là chuyện không thể tránh được. Nhân tính vốn là thế, thần cũng không thể là cho bọn họ đều chấp nhận, còn có ma tồn tại nữa chứ. Không phải là càn quét một cái vạn long xào thôi sao, cần gì phải như thế? Đây là vô cớ nhất lên phân tranh, khiến cổ tộc hận chúng ta. Quả thật là như thế, gần đây không phải do êm biển lặng lắm sao? Dù có mạch nước ngầm cũng không có sát phạt quy mô lớn, cần gì phải như thế? đi diệt vạn lòng xào của người ta theo như ta thấy, hoàn toàn là Diệp Phạm kia muốn nổi bật, khiến ủy dành vang cả bắc đầu, thật sự không biết cách gọi là như thế nào. Có một bộ phận nhỏ người nghị luận như vậy, các loại tâm tư đều có, không chấp nhận ảnh hưởng và thu hoạch của trận chiến này. Ngược lại, cách chửi bới Diệp phàm cũng là tìm mọi cách. Thậm chí có người còn viết hịch văn muốn trình phạt Diệp Phạm, tự nhận là bút pháp thần kỳ tỏa sáng, văn họa đẹp đẽ, cầu cú rực rỡ, Chuyện này tự nhiên gây nên một hồi sóng gió. Có người lắc đầu rồi nói, Ai da, đợi đường thành tiên mở ra, hy vọng bọn họ còn có thể nói như vậy, đi thần cận cổ tộc đi thôi. Diệp Phạm nghe nói lắc lắc đầu, lười để ý đến. Hắn không tầm tư để ý những chuyện này. Ngày nay xử lý xong mọi việc bắt đầu, sắp chuẩn bị ra đi, tiến hành thí luyện mạnh nhất. Đồng thời hắn yêu cầu hầu tử, cơ tử cũng đi tới. Đồng thời hắn cũng đề nghị để di chuyển thiên đình tạm thời khỏi bắt đầu Thoát khỏi lốc xoáy đáng sợ nhất vũ trụ Đường thành tiên mở ra Đây có lẽ sẽ trở thành Tình thế hỗn loạn lớn nhất thiên địa Từ trước tới nay Không có thực lực đi tham dự Căn bản là đi tìm chết Ai biết đến lúc đó sẽ xuất hiện những trí tôn bực nào Thanh viên tử Cùng với cơ tử đều suy xét lên được Tuy nhiên lại phải kéo dài sau Bởi vì bọn họ Cũng có một số chuyện cần xử lý có lẽ sẽ đi cùng thiên tri thôn. Có một bộ phận nhỏ nhân tộc nhằm vào Diệp phàm lại kết giao cường giả cổ tộc. Kết quả bị vớt đờ, cuối cùng có một đám người bị cắn nuốt, gây ra một trò khôi hài, không giải quyết được việc gì. Bại rồi, người do đường chúng ta phái đi, có không ít người chết ở chủ tình Vĩnh Hằng, bị cường giả đời đó chém chết. Một tin tức kinh người truyền ra, bắt đầu tình vực vỡ hòa lên, khiến rất nhiều cường giả cổ tộc giận dữ, một bình tiến hóa dịch cũng không đoạt được, còn tổn thất một bộ phận người. Tuy nhiên chúng ta cũng thăm dò ra thực lực bọn họ, có thánh nhân vương, không thấy đại thánh, chiến giáp thật sự rất đặc biệt, có thể tăng lực lực của bọn họ lên một mạng lớn. Một chiếc bấu thuyền trốn được về, mang đến tin tức kỹ càng tỉ mỉ của chủ tình Vĩnh Hằng, nhất là miêu tả thần hiệu của tiến hóa dịch rất cụ thể, khiến rất nhiều tộc lớn đều ngồi đứng không yên. Viện trình chủ tình Vĩnh Hằng Điều này trở thành tiêu điểm đề tài thảo luận. Rất nhiều tộc lớn đều muốn xuất bình cướp lấy tiến hóa dịch. Bọn họ thông qua tin tức truyền về, nghiêm túc phân tích, cho rằng đánh tới vùng cổ tinh vực kia không thành vấn đề, sẽ có thu hoạch lớn. Vào một ngày kia, mấy vương tộc cường đại nhất Thái Cổ cùng hoàng tộc mật nghị, chuẩn bị viễn trinh, bắt đầu điều động nhân thủ. Cùng lúc ấy, thiền tri thôn cũng đang chiềng trống rủm beng. Hạ Hoàng quả nhiên có trình độ đạo văn cực cao, phá giải hơn nửa bí mật tình môn, kết hợp trận đài có thể thực hiện vượt qua khoảng cách xa. Mặc dù không có mẫu thuyền, tương lai không lâu, chúng ta cũng có thể vượt qua hư không, bái phỏng một viên lại một viên cổ tinh. Nó tin tưởng tràn đầy như vậy. Diệp Phạm cũng sắp ra đi, tiến hành thí luyện mạnh nhất trong lịch sử. Hắn muốn thành thánh, ứng chiến tình thế hỗn loạn, đường thành tiền sắp tới. Ta đi làm tiền trạm cho các ngươi, tiền chỉ thôn không được ngây ngang, chậm rãi là được rồi. Trong tối nghỉ ngơi lấy lại sức. Mấy ngày trước khi Diệp Phạm lên đường, thông qua một ít thủ đoạn và con đường phát tán hành tung của hắn, sắp đi vực ngoại, bước lên tình không cổ lộ, đi tới chủ tình Vĩnh Hằng. Hắn dám rời khỏi nơi đây, không có cái cửu u, vệ dịch, nhân ma, ai có thể che chở cho hắn, chúng ta đi giết hắn. Cổ tộc biết được tin tức, có không ít người lộ ra vẻ hùng ác. Nếu là viễn trinh, ở nơi đó gặp đại, Bọn họ tuyệt không bỏ qua cho Diệp Phạm. Mà càng có một bộ phận thì trực tiếp tuyên bố một đường đuổi giết, đèm hắn ném ở vực ngoại. Ô, muốn rời bắt đầu sao? Đây là một cơ hội tốt. uy lực của đỉnh đồng xanh ranh ranh trước mắt chính vì nó mới chống được phản Long Linh. Nếu là đánh cục thánh thể nhân tộc, đỉnh kia liền thuộc về chúng ta. Không sai. Thần Linh trong đỉnh này có vấn đề. Đang muốn thù phục, giống như một kiện đế bình cực đạo, giá trị vô lượng có rất nhiều người kích động thồn tả nội tâm đều sôi trào một khi diệp phàm rời bắt đầu sẽ là cơ hội tốt để bọn họ diệt tuyệt đây cũng không giới hạn trong cổ tộc ngay cả chư thánh vực ngoại đều ôm tâm lý tương tự muốn không tiếc mọi giá mà đánh chết diệp phàm trong tinh không thiên đường có lối người không đi địa ngục không cửa ngươi lại tới không giết ngươi đạo trời khó dung đại quân của kim ô tộc lại tới có lão tổ lạnh lùng nói cũng muốn đuổi giết. Chúng ta có thể hợp tác với cổ tộc, làm cho bọn họ cung cấp họa độ. Chúng ta đi tinh không cổ lộ, không nên ngồi vũ trụ mẫu thuyền. Thánh hiền vực ngoại cất tiếng nói. Hắn rất là tự phụ, thật là cuồng vọng, lại dám như thế. Chúng ta cũng đi, tìm cơ hội đoạt tiến hóa dịch. Nếu là có thể giết hắn chiếm đỉnh lại càng tốt hơn. Trong dân tộc cũng có tù sĩ nói nhỏ nhỏ như vậy. Đây là người của tứ tượng và cửu tiêu thánh địa đã nhiều ngày chửi bới Diệp Phạm. Chủ yếu là bọn họ đang châm ngòi, mà không lâu trước khi tiêu diệt hai thần triều viễn cổ, bọn họ cũng cùng Diệp Phạm kết cựu hận. Lần này, khi mặt xanh của cựu tiểu thánh địa cùng một con tình tình thái cổ, cường đại khác cũng lên được, cùng vực ngoại thánh hiền ở cùng một chỗ. Diệp Phạm mà Diệp Phạm, người làm vậy quá mạo hiểm rồi. Người đem nhiều địch nhân như vậy dẫn đi, vạn nhân bị ngăn chặn sẽ có thể vạn kiếp bất phục đó tại thiên tri thôn đám thánh hoàng tử đồng phường giá lệ thiên cùng quyên bảo ngay cả sát thánh tể là đều xuất quan tiễn đưa hắn không sao ta có chừng bậc của ta các vị ta đi trước một bước diệp phàm cưỡi một cái mẫu thuyền vọt lên trời biến mất ở sâu trong vũ trụ rồi sau đó bắt đầu tiến hành bước nhảy không gian đương nhiên trước khi rời đi hắn làm một số chuyện dẫn dụ trừ thánh điền cuồng đuổi giết theo như vậy chắc chắn có chủ đích vũ trụ tôi đèn như bực các vì sao len lói giống như những viên kìm cường được khảm lên trên một miếng vải đen trong bầu đen lạnh như băng này vẽ ra nhiều điểm ánh sáng mặc dù biết được tọa độ của chủ tình vĩnh hằng thì cũng không thể đi tới nơi được tình bồn cũng có hạn chế không có ngũ sắc tế đàn thì cần phải xuyên qua vũ trụ rất nhiều lần cuối cùng mới có thể hạ xuống nơi được lần này đi thì hắn cũng không cổ độc các thánh trụy kích theo sau muốn giết chết hắn trong nửa tháng này, hắn đã vượt qua tình không, gặp phải rất nhiều toán truy kích. Hắn cũng không nóng lòng tiến vào vĩnh hằng, mà đi qua một mảnh tinh vực xa lạ, lưu lại một chút manh mối, mang theo các định nhân đi vòng quanh một vòng. Một luồng tinh quang sáng chói xẹt qua, đó là thanh nhân của kim ổ tộc, xuyên thấu vòng trời xa lạ, biến mất tại vùng tối đen phía xa. Các thanh nhân đi riêng lẻ cũng không phải là ít, bọn họ còn có các vũ khí bí mật rất quỷ dị, có thể chỉ bằng thân thể mà vượt qua vũ trụ. Pháp khí mà chuẩn đế dùng thần vũ để luyện chế thành có thể xé rách vũ trụ, sau khi định vị được không gian tọa độ trong khoảng cách ngắn, có thể tự mình đi tới được, thật sự là một kiện thần phẩm. Diệp Phạm đã dùng nhiều ngày để quan sát con kim ô kia. Đối với bình khí do kim ô vũ luyện thành thì cực kỳ kinh ngạc. Hắn đoán rằng rất có thể đây là do linh vũ của vị kim ô chuẩn đế thời thượng cổ từng giết chết đại nghệ kia luyện chế thành. Một tiếng rít gào vang lên, giống như một con thái cổ thường long, thông qua thần thức mà phát ra, vậy mà lại vang vọng khắp phiến tinh vực tối đen này, xuyên thấu tới tận nơi đây. Đó là một con thái cổ cự thư màu đen, đạp nát một viên tiểu hành tinh, ngang trời mà đi. Bên cạnh còn có một con khỉ mặt xanh, ngoài ra còn có một chiếc phi thuyền vũ trụ. Đây là một tổ hợp rất quái dị khi mặt xanh của cửu tiểu thánh địa, con cứ thư màu đen cao tới mấy vạn trượng của tứ tư tượng thánh địa, tất cả đều được phong ấn lại từ trước thời hoàng cổ, cùng với phi thuyền cấp thánh do khoa học kỹ thuật kết lại, mà đồng hành cùng nhau, trông thật là ô hợp. Tế đàn Trong lòng Diệp phàm nhảy rộn lên, lại thấy thêm một đội địch nhân, bọn họ bỗng nhìn xuất hiện từ trong vũ trụ hắc ám, từ trong vực môn đi ra. Đó là một khối thạch bàn màu đen bên trên bề mặt có tiền huyết đang chảy, dường như còn chưa khô hẳn, thoạt nhìn rất khủng bố, đường kính rộng tới năm thước, chờ hai người bên trên. Bọn họ đều mặc hắc y, vô thành vô tức mà xuất hiện. Rồi sau đó, thạch bàn dưới chân bọn họ lập tức biến mất, bị hút vào trong cơ thể của một người, biến mất không thấy đầu nữa. Đây là thạch bàn, có thể nhờ nó mà đi ngang vũ trụ, còn có thể mang theo người nữa. Ánh mắt của Diệp phàm trở nên nóng cháy, lần đầu tiên nhìn thấy loại trí bảo như vậy. Đại đế cổ ngũ sắc tế đàn, cổ hoàng thần thai, chủ tình vĩnh hằng tình môn. Đây là vài loại mà hắn từng biết đến, có thể xuyên thấu vũ trụ, không thể tưởng tượng được ngày hôm nay lại thấy thêm một loại nữa.